Xin chào các bạn. Như vậy là Chu Tiên 3D do Gemota phát hành tại Việt Nam đã chính thức close beta vào ngày 29 tháng 6. Thì hôm nay cũng đã được 3 ngày test. Cảm nhận của mình về trò chơi này hiện tại đã phát hành Việt Nam thì nó là một trò chơi tuyệt vời với đồ họa rất là đẹp. Ngoài ra thì mình cũng đánh giá đây là một tựa game mà có khá là nhiều hoạt động cũng như là có tính cộng đồng khá là cao trong trò chơi. Thì hôm nay thì cũng là ngày test thứ 3 và đã là ngày test mà được tất cả mọi người đã được cung cấp VIP 10. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, mình đã hứa với các bạn là mình sẽ làm những cái clip giới thiệu về các quy ẩn trong trò chơi. Thì như các bạn đã biết là chúng ta ở bản Close Beta này thì chúng ta họ sẽ tặng chúng ta VIP 10 này, rồi rất là nhiều các ưu đãi khác như mỗi ngày tặng 5.000 vàng mặc khóa, rồi kim tệ, rồi vàng không khóa nữa, nghĩa là để chúng ta trải nghiệm hết tất cả những cái tính năng của trò chơi. Thì khi mà Close Beta thì chắc chắn là họ sẽ reset lại từ đầu, chúng ta sẽ bắt đầu chơi lại từ đầu và sẽ không có cái ưu đãi như bây giờ chúng ta đang nhận được. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái quy ẩn. Thì đầu tiên là cái quy ẩn mà dễ dàng nhất thì khi chúng ta bắt đầu game, đó là cái quy ẩn nhận được pháp bảo. Mình sẽ đi lấy pháp bảo thần mộc đầu nhá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái quy ẩn rất là đơn giản mà ngay khi bắt đầu vào game, chỉ cần never mà chúng ta có cái pháp bảo đầu tiên là chúng ta có thể nhận được cái pháp bảo thần mộc đầu rồi. Thì cái pháp bảo thần mộc đầu này thì là sẽ tấn công mục tiêu đơn lẻ, sát thương thay đổi ở phạm vi lớn. Kỹ năng của nó thì tại đây thì chúng ta chưa nhận được, nhưng chúng ta chưa thể biết được cái chưa cho chúng ta xem được cái kỹ năng. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mình sẽ giới thiệu các bạn nhận được cái quy ẩn khi mà muốn nhận được cái pháp bảo thần mộc đầu nhá. Thì chúng ta sẽ phải ở Hà Dương Thành. Sau đó chúng ta bay phi kiếm hay là phi kiếm lên trên không. Đó, chúng ta đến cái tháp cao nhất này. Ok. Tháp cao nhất ở đây, đúng rồi. Nhìn thấy cái thằng gọi là thằng ok, sorry các bạn, mình đã hết pin. Em đợi mình một chút nhá. Ok, giờ mình đã cắm pin trở lại. Thì các bạn lưu ý là những quy ẩn này chúng ta sẽ phải tự tìm trong map. Các bạn sẽ phải đi lang thang khắp cái bản đồ để có thể tìm được quy ẩn. Thì những cái quy ẩn này thì bao giờ nó sẽ có hiện màu xanh ở trước mỗi cái nhân vật. Thì các bạn chỉ cần nhìn thấy đây là các bạn có thể biết được đây là một quy ẩn. Thì đây sẽ là quy để nhận pháp bảo thần mộc đầu. Thì ở Hà Dương chúng ta bay lên cái bay phi kiếm, bay lên cái tầng tháp cao nhất ở Hà Dương. Sau đó gặp một cái thằng đang cưỡi hồ pháp bảo hồ lô này, và tên là tên mập buồn dầu. Chúng ta sẽ kích vào mập PC này. Đó, đói quá ta muốn ăn sườn ngọt. Ok, nhận luôn. Vậy là các bạn thấy là ngay cái phần bên phía tab nhiệm vụ ở ngay dưới avatar của mình ấy, thì nó sẽ hiện lên là đây là nhiệm vụ quy ẩn này, nhận sườn chua ngọt. Đó, chỉ chúng ta rất đơn giản, chỉ cần kích vào cái nhiệm vụ đấy thôi thì là nhân vật sẽ tự động để di chuyển đến cái nơi mà chúng ta có thể làm được nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ rất đơn giản. Đến nay kẹo hồ lô mới ra lò, chưa thơm chưa ngọt. Cái sườn chua ngọt này mới giá 5 bạc, rất đơn giản thôi. Như vậy là đã xong. Thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn nhiều các quy hơn. Thì sau này sẽ có rất là nhiều quy có thể nhận được các pháp bảo khác nhau nữa ở các cái map khác nhau, tùy vào level các bạn hướng tới được. Ok, những cái này thì mình sẽ tua nhanh thôi để tránh thời gian lâu của các bạn. Đây, muốn ăn gà hấp lá sen. Thì ra tên mập này lý do vì sao nó buồn rầu, vì thật ra nó không được ăn. Nó đã mập mà không được ăn thì dĩ nhiên là nó sẽ buồn. Thơm vừa ngọt, xong thơm phức luôn. Nghe gà hấp là
lái xe đã thấy hấp dẫn rồi. Ok, chúng ta sẽ cứ tiếp tục làm nhiệm vụ cho nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm được A hay là bài. Rất đơn giản thôi, để tìm được những ẩn này thì các bạn nhìn, nếu các bạn chưa biết ấy mà các bạn muốn tìm tòi khám phá do phi kiếm ở trên không trung, không ép buộc, không giới hạn ở một cái chỗ nào cả. Đó. Cho nên là mình thấy đây là một tựa game tuyệt vời. Thì ở trên không nhìn thấy cánh của mình rất là đẹp, đúng không? Thiếu hiệp, muốn chế tạo vũ khí tùy thân không? Thì pháp bảo ngoài chức năng là có thể là giúp các bạn hỗ trợ đánh ra, hỗ trợ đánh quái trên quái ra. Đấy, đây là phần cuối nhiệm vụ này. Thì chúng ta sẽ được phần thưởng là một cái pháp bảo thần mộc đầu này. Gì đây? Không đâu bao tử muốn trở thành một anh hùng, đầu đội trời chân đạp đất, ai tốt với ta, ta nhất định phải báo đáp. Như vậy là nó sẽ báo đáp cho mình một cái pháp bảo thần mộc đầu. Đấy, chúng ta ấn vào kích hoạt. Ok, như vậy là chúng ta đã ấn vào kích hoạt được pháp bảo thần mộc đầu. Thì mình sẽ cho các bạn xem này. Cái đây là phẩy huyết châu, là khi chúng ta được VIP 10 chúng ta mới được. Thì nói chung nếu mà nói về pháp bảo phẩy huyết châu này thì nó độ quá là bá đạo, nó mới thật sự là bá đạo luôn. À đây, chúng ta phải kích vào thì chúng ta sẽ xem được. Tại sao chúng ta lại không xem được skill nhỉ? Bình thường thì mình vẫn xem được skill mà. Ok, mình xem lại một chút. Có nghĩa bình thường là nó sẽ có skill ở đây. Hay là phải vào nhân vật này. Đây, kỹ năng này. Các bạn đợi một chút thì mình kiểm tra xem kỹ năng của pháp bảo đấy là gì. Để chúng ta vào túi đồ để xem, tại vì mình cũng hôm nay mình cũng lần đầu tiên làm nhiệm vụ để lấy cái pháp bảo thần mộc đầu ở đây. Là ok, pháp bảo thần mộc đầu của chúng ta đây. Thì các bạn thấy là thuộc tính cơ bản của nó thì nó phẩm chất là phẩm chất cam. Thì phẩm chất này cũng khá là ok khi mà các bạn mới mở đầu game. Các bạn đừng so sánh với cái phẩy huyết châu bên cạnh vì nó phải là VIP 10, các bạn phải nạp một số tiền rất là lớn thì mới được. Thì ngay bắt đầu vào game mà các bạn được một cái pháp bảo thần mộc đầu cam, thuộc tính cam, khá là phẩm chất cam, khá là ok rồi. Cấp 1, lực chiến là 2.500. Ok, thuộc tính cơ bản của nó là tăng chính xác, né tránh và bạo kích. Thì mình nghĩ là thần mộc đầu này nếu mà thuộc tính cơ bản của nó là chính xác, né tránh và bạo kích thì nó sẽ phù hợp cho hợp hoan phái. Với những bạn nào mà chơi hợp hoan phái thì nó sẽ rất là ok vì nó tăng chính xác này, tăng chính xác cho kỹ năng này, tăng né tránh của bản thân và tăng bạo kích, thì đúng là nó rất là phù hợp với hợp hoan phái. Thuộc tính huyết luyện của nó cũng tăng về sinh lực, kháng linh hoạt và phòng ngự. Nói chung là nó rất phù hợp, nó quá là phù hợp cho hợp hoan phái nếu mà ngay đầu tiên mở bàn chơi. Kỹ năng của nó này mình xem nào: bĩ cực thái lai, càn khôn nhất trịch, tấn công mục tiêu tầm xa kèm 20% tấn công, gây 160% đến 260% sát thương, chờ 20 giây. Ok, như vậy là kỹ năng cũng không có gì đặc biệt vì nó không có kèm theo cái thuộc tính cộng thêm nào, thật ra nó chỉ là tính theo gây đam thôi. Có nghĩa là lực chiến nó càng cao thì cái pháp bảo never lực chiến càng cao thì nó sẽ gây đam càng mạnh thôi, và nó tấn công tầm xa, chờ 20 giây thì thật ra cũng là hơi lâu đúng không? À không, chờ 20 giây là ok. Các bạn thấy như là phẩy huyết châu thì nó sẽ là 5 giây tấn công địch 5 ô xung quanh, nghĩa là tấn công phạm vi rộng này, kèm 3% tấn công, gây 75,7 sát thương, chuyển 3,6 sát thương thành sinh lực bản thân. Thật ra cái phẩy huyết châu này thì mình thấy nếu mà nó đã chuyển sát thương thành sinh lực thì nó cũng phù hợp với tất cả các hệ thôi, à các môn phái hiện tại này. Vì môn phái bây giờ môn phái nào nó họ cũng rất là cần nhiều sinh lực, đặc biệt là hợp hoan thì họ cũng sẽ rất là cần về HP. Đó, thì là như vậy là mình đã giới thiệu cho bạn cách để mình thử trang bị cho bạn xem nhé. Ok, như vậy là mình đã trang bị pháp bảo này. Mình sẽ ảo hóa cái pháp bảo này để mình cưỡi cho bạn xem. Ok, như vậy là mình ảo hóa rồi. À, vẫn chưa cưỡi được nhỉ? Làm sao để cưỡi được nhỉ?
cái cánh ấy ở đâu nhỉ, tự nhiên mình ấy thì lại quên mất cái cánh đấy. Ok, như vậy là mình đã, có lẽ mình sẽ thử làm sao. Đây này, nó có ghi, ví dụ như các bạn cũng có thể, một cách đơn giản là các bạn có thể vào bất cứ một cái pháp bảo nào thì nó sẽ đều có phần cách nhận ở phía dưới cùng ấy. Ví dụ như là cái pháp bảo Luân Hồi Châu này thì các bạn có thể cách nhận là kho báu thiên đế rơi, nhiếp tâm linh, kho báu thiên đế rơi này, tứ linh phiên, đổi thần võ, thông bảo thần võ khác. Cái tứ linh phiên này thì nó là pháp bảo của Quỷ Vương Tông rồi. Nếu mà trên PC thì nó sẽ là pháp bảo 75, cấp 75 của Quỷ Vương Tông. Ok, như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn một quy ẩn ở Hà Dương Thành, quy nhận pháp bảo thần đồng đầu. Các bạn nếu mà thấy hay thì các bạn nhớ like và subscribe kênh, thì mình sẽ tiếp tục cố gắng là giới thiệu cho các bạn nhiều quy ẩn hơn, và sẽ tìm cho các bạn nhiều các cái quy ẩn để có thể tìm được các cái vật phẩm hay cũng như là các cái danh hiệu đặc biệt trong Chu Tiên. Một lần nữa thì Fun Game xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.